Hello, xin chào tất cả các bạn. Hiện giờ mình đang ở nhà. Các bạn biết sao vì chúng mình không có gì không? Bởi vì chúng mình đã làm được. Bắt đầu lược sờ làm. Đầu tiên à, quên, tôi chưa chào các bạn. Tôi sẽ chào. Đó là hello, xin chào tất cả 500 anh em của tôi. Hiện giờ chúng mình đang ở nhà. Bởi vì chúng tôi có một salad. Khách hàng salad. Chúng tôi chỉ đợi, chứ chúng tôi sẽ không làm lần thứ hai. Bởi vì chúng tôi làm rất mệt. Bã chúng tôi mới làm được. Chúng ta đã làm sai cách và chúng tôi phải đều. Cách làm của tôi sẽ còn để tôi lớn. Đây ạ. Các bạn biết là gì không? Đầu tiên chúng ta cần đã 4 phút từ sau. Đầu tiên các bạn cần hồ 1/3 chai hồ. Và cái đánh răng. Và sữa tắm. Và cuối cùng là 4 giọt dung dịch các bạn nhé. Các bạn trộn đều lên và cuối cùng là bầu. Các bạn cho một tí vào, các bạn quấy đều lên. Xong rồi các bạn cho cát vào, xong các bạn quấy đều lên. Ok, thế là sao? Ok. Bye bye.